Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì đây anh em ạ, thì hôm trước thì mình đã tách đàn, mình di chuyển lên đến đây rồi. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì hôm qua hôm nay nó nắng, cho nên là mình dự kiến là hôm qua hôm nay thì nó đi thụ tinh, nhưng mà kết quả thì chưa biết thế nào. Thì hôm nay mình lên hôm qua cho ăn nữa, cho nên là vừa lên vừa xem để cho nó đánh nhau không anh em ạ. Thì bây giờ vừa kết hợp vừa cho ăn vừa kiểm tra, cộng với lại cả hiện tại là khả năng mình cũng phải xem để mình viện cầu cho nó anh em ạ, vì để cho nó một tuần rồi, cho nên là cái lượt quân non thì nó nở cũng hết rồi, nó nở rồi, cho nên vì vậy mà ngày hôm nay là mình cũng phải đứng mình xem là chúa có còn không là một, thứ hai là phải viện cầu cho nó, có là nó nở hết là sợ ông thợ nó đẻ anh em ạ. Đây tình hình là ong rất là êm đây anh em ơi, cho ăn rất no luôn rồi này, đang tìm và khả năng thì chúa đi thụ tinh thì sao anh em, không thấy đâu, không thấy đắp mũ đắp miếc gì đâu, nhưng mà chưa nhìn thấy con chúa đâu. Mình đang bảo phải rũ để biện cho nó một cầu. Như đàn này thì cầu quân nó vẫn còn đây, cho nên nó rất là non, khả năng là không phải viện. À đây rồi, thấy chúa đây rồi anh em ạ. Chúa này chắc chưa đi thụ tinh. Đây cái tổ này, tổ kia vẫn còn chúa anh em ạ, mà vẫn còn bé lắm, không biết thế nào. Hình đàn này mất rồi. Khả năng đàn này hôm qua đi thụ tinh mất rồi anh em ạ. Để đắp mũ đây rồi. À đây cũng còn, cũng còn anh em ạ, đây rồi, thấy đây rồi.
Đây mình tổ này anh em ơi. Đàn này chúa vẫn còn anh em ạ. Nói chung là chúa vẫn còn anh em ạ, nhưng mà chưa thấy thụ tinh. Vẻ giờ nhìn đít vẫn còn bé lắm. Chắc là theo lịch là hôm nay, ngày mai, hôm qua, ngày nay rồi đây, nhưng mà khả năng là thời tiết nó rét mà nay hai nay nó nắng này thì chưa thấy động tĩnh gì anh em ạ. Chung là đi kiểm tra này mà anh em mà dễ nhất là cứ thấy nó đắp mũ là nó mất chúa anh em nhá. Thank you.
Đấy, bây giờ để lâu rồi là mình phải biện cầu cho nó anh em ạ. Chung của đàn này đông lắm, không tìm được anh em. Tóm lại là công việc thì nó cũng vậy thôi anh em ạ, chỉ có mình xem là nó con nào nó mất thì nếu mà có chúa thì thay cho nó, còn nếu không thì mình phải dồn. Còn những cái đàn nào mà để nó lâu mà nó ít nhộng rồi thì phải biện cho nó anh em ạ. Vì mình còn giữ 11 đàn gốc cho nên là vì vậy mà mình sẽ lấy ở những cái cầu từ những cái đàn mà nó đàn gốc ấy. Thì nó vẫn đang còn chúa nó đẻ thì là mình biện cho nó anh em nhá. Thì cái nội dung này thì mình chỉ chia sẻ với anh em đến vậy thôi ạ. Đây bây giờ mình mở cái nút đàn này cho anh em xem nhé. Mình cũng rất là cẩn thận là mình mang ra đây, cái chỗ này nó rất là thoáng đãng để mình gửi này. Cho đi thụ tinh nó đảm bảo anh em ạ. Nhưng mà mùa này thì không nói mạnh được. Đây này, muốn cái đầu tiên là anh em phải nhìn cái phần dưới này này. Đấy, mình xem cái gáy dưới này, nếu mà nó mất chúa cái là nó cấp tạo ngay anh em ạ. Thì cho nên nó rất là dễ thôi, thì mình đây là mình cẩn thận là mình phải tìm. Đấy. Như cái đàn này thì nó vẫn đang còn rất là nhiều nhộng cho nên là mình không cần viện. Những cái đàn nào mà nó hết nhộng rồi thì mình viện cho nó một cầu anh em ạ, để cho nó có trứng có nhộng. Đàn này khả năng nó đi thì sao, không thấy chúa. Tầm này nó đang nắng cho nên chính vì vậy mà mình nghĩ là khả năng có khi giờ này nó đi thụ tinh rồi. À đây rồi, có con chúa đây rồi anh em ạ.
Thôi có lẽ là cái nội dung nó cũng dài rồi ấy, thì mình chỉ chia sẻ với anh em như vậy thôi nhá. Thì cái việc hôm nay là mình kiểm tra chúa này chỉ đơn giản vậy thôi. Thì hẹn gặp lại anh em video khác nhá.